Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Mưa tên lửa Katyusha trùm kín căn cứ tình báo. Israel hạ sát phó tư lệnh Hezbollah. Israel tuyên bố khoảng 10 chỉ huy Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích Beirut. Nga cáo buộc Ukraine lập trại tập trung ở Kursk. Mỹ sẽ trì hoãn chuyển giao lô hàng viện trợ quân sự mới cho Ukraine do thiếu thiết bị. Nhu cầu khẩn cấp, Ukraine đẩy nhanh sản xuất đạn dược và UAV nội địa. Tổng thống Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga trong năm 2024. Ukraine cấm các quan chức sử dụng Telegram do lo ngại bị Nga theo dõi. Philippines cân nhắc mua tên lửa tầm trung trong tương lai. Theo AFP, lực lượng Hezbollah cho biết đã phóng nhiều quả rocket Katyusha vào một căn cứ tình báo ở phía bắc Israel, bị cho là liên quan đến các vụ giết người có chủ đích. Hezbollah tuyên bố đây là động thái đáp trả đầu tiên sau khi Israel tiến hành một cuộc tấn công chết người vào thành trì phía nam thủ đô Beirut của nhóm này. Một nguồn tin thân cận với Hezbollah xác nhận cuộc không kích của Israel trong ngày 20 tháng 9 đã khiến chỉ huy đơn vị tinh nhuệ Radwan của tổ chức này thiệt mạng. Theo nguồn tin giấu tên, người bị tiêu diệt là Ibrahim Akin, chỉ huy lực lượng Radwan kiêm phó chỉ huy lực lượng vũ trang của Hezbollah. Akin được cho là cấp phó của Fuad Suker, người đã bị Israel hạ sát trong một cuộc không kích hồi tháng 7, cũng tại khu vực Nam Beirut, thành trì của Hezbollah. Trước đó, Reuters đưa tin quân đội Israel xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công có mục tiêu vào thủ đô Beirut của Liban trong ngày 20 tháng 9. Theo Reuters, người phát ngôn quân đội Israel cho biết khoảng 10 chỉ huy cấp cao của Hezbollah đã thiệt mạng cùng với Ibrahim Akin, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Radwan của phong trào này trong cuộc không kích của Israel vào Beirut ngày 20 tháng 9. Tuyên bố trước giới truyền thông, người phát ngôn này nêu rõ việc tiêu diệt các chỉ huy Hezbollah này nhằm mục đích bảo vệ công dân Israel, đồng thời khẳng định Israel không tìm cách leo thang căng thẳng trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cùng ngày tuyên bố nước này sẽ không dừng lại sau vụ ám sát các chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Beirut. Ông Gallant cho biết trình tự các hành động trong giai đoạn mới sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi đạt được mục tiêu đưa người dân miền Bắc trở về nhà an toàn. Trong khi đó, Mỹ đã ra khuyến cáo công dân rời Liban. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby khẳng định ông không thấy bất kỳ thông báo nào của Israel gửi đến Mỹ trước các cuộc không kích vào Beirut ngày 20 tháng 9, đồng thời khuyến cáo người dân Mỹ không nên đến Liban hoặc rời đi nếu đang ở quốc gia này. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine thiết lập các trại tập trung giam giữ dân thường tại khu vực biên giới giáp tỉnh Kursk của Nga. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc giao tranh tại đây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga có bằng chứng cho thấy quân đội Ukraine đang vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế khi bắt giữ người dân địa phương và đưa họ vào các trại tập trung, nơi những người này có thể bị đối xử bạo lực và tra tấn. Về phía Ukraine, nước này đã mời đại diện Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế tới các điểm dân cư ở tỉnh Kursk, đang nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi đây là hành động khiêu khích. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga công bố số liệu về tổn thất của Ukraine tại Kursk. Chỉ trong một ngày, quân đội Ukraine đã tổn thất hơn 370 binh sĩ cùng 18 xe bọc thép. Tổng cộng từ đầu chiến dịch, Ukraine đã mất hơn 15.300 quân, 124 xe tăng và 56 xe chiến đấu bộ binh ở hướng này. Ông Peskov khẳng định tình trạng khẩn cấp tại các khu vực thuộc tỉnh Kursk đang bị Ukraine kiểm soát sẽ được khắc phục kịp thời. Kênh truyền hình CNN ngày 20 tháng 9 cho biết Mỹ có kế hoạch chuyển cho Ukraine một gói viện trợ quân sự mới, nhưng việc giao lô hàng này có thể bị trì hoãn do Nhà Trắng không có đủ thiết bị cần thiết. CNN cho biết Mỹ dự kiến sẽ công bố gói viện trợ quân sự lớn cho Ukraine vào đầu tuần tới, nhưng có thể sẽ trì hoãn việc vận chuyển lô hàng do thiếu hụt trong kho. Trước đó cùng ngày, hai quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu USD cho Ukraine, phá vỡ xu hướng kéo dài nhiều tháng qua là viện trợ các gói nhỏ hơn cho Kiev để phục vụ các hoạt động quân sự chống Nga. Gói viện trợ mới này được thông báo vào thời điểm then chốt trong cuộc chiến khi Nga tấn công mạng lưới năng lượng của Ukraine trước mùa đông tới.
Gói viện trợ này bao gồm tàu tuần tra, đạn dược bổ sung cho hệ thống tên lửa rocket cơ động cao HIMARS, đạn pháo 155 ly và 105 ly, phụ tùng thay thế cùng các loại vũ khí khác. Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20 tháng 9 cho biết các quan chức cấp cao của nước này đã nhất trí trong một cuộc thảo luận rằng nước này cần sản xuất nhiều vũ khí hơn ở trong nước và cần đẩy nhanh sản xuất vũ khí. Ông Zelensky cho biết sản xuất đạn dược là trọng tâm cuộc họp với các quan chức cấp cao này, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng cùng các chỉ huy quân đội hàng đầu của ông. Ông cho biết trong bài phát biểu qua video vào tối 20 tháng 9, chúng tôi đã thảo luận rất chi tiết, thậm chí đầy xúc động về vấn đề sản xuất thiết bị bay không người lái và cung cấp loại vũ khí này cho tất cả các thành phần trong lực lượng quốc phòng và an ninh. Hôm nay, chúng tôi cũng đã thảo luận việc sản xuất tên lửa, hệ thống tác chiến điện tử và hợp tác với các đối tác. Điều quan trọng nhất không chỉ là có hợp đồng và tài trợ, mà còn là tốc độ sản xuất và nguồn cung trên thực tế. Truyền thông Ukraine ngày 20 tháng 9 dẫn lời Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky, khẳng định muốn chấm dứt cuộc xung đột với Liên bang Nga trong năm 2024. Tại cuộc họp báo chung với người đứng đầu Ủy ban châu Âu EC, Ursula von der Leyen, ông Zelensky chỉ ra rằng để làm được điều này cần giúp tối đa Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình thứ hai trong năm nay. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh tới có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột này. Ông cũng nói thêm rằng công thức hòa bình của ông là hình thức thực sự duy nhất để chấm dứt xung đột. Trước đó, ông Zelensky cho hay Kiev sẽ lập một kế hoạch mới để giải quyết xung đột vào tháng 11 tới. Tổng thống Ukraine cam kết sẽ đưa văn kiện này cho người đồng cấp Mỹ Joe Biden, cũng như các ứng cử viên Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Donald Trump. Theo Reuters, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine ngày 20 tháng 9 thông báo cấm sử dụng ứng dụng nhắn tin Telegram trên các thiết bị chính thức được các quan chức nhà nước, quân nhân và nhân viên giữ vai trò quan trọng sử dụng, vì tin rằng Nga có thể theo dõi cả tin nhắn và người dùng. Hội đồng này tuyên bố có bằng chứng cho thấy các cơ quan đặc biệt của Nga có thể truy cập tin nhắn Telegram, bao gồm cả tin nhắn đã xóa, cũng như dữ liệu cá nhân của người dùng. Người đứng đầu hội đồng này cho biết, tôi vẫn luôn và sẽ tiếp tục ủng hộ quyền tự do ngôn luận, nhưng vấn đề từ Telegram không phải tự do ngôn luận mà là an ninh quốc gia. Theo cơ sở dữ liệu Telemetrio, có khoảng 33.000 tài khoản Telegram đang được sử dụng ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, một thành viên của hội đồng, cũng như các chỉ huy quân đội, các quan chức khu vực và thành phố đều thường xuyên đăng tải thông tin cập nhật về chiến sự và thông báo các quyết định quan trọng trên các tài khoản Telegram cá nhân. Theo Reuters, Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Eduardo Ano ngày 20 tháng 9 cho biết Manila hy vọng sẽ mua được tên lửa tầm trung trong tương lai và muốn sử dụng hệ thống Typhoon do Mỹ triển khai ở quốc gia Đông Nam Á này để huấn luyện quân sự và nâng cao năng lực của các lực lượng vũ trang. Ông Ano tiết lộ hội đồng gồm các quan chức hai nước sẽ quyết định tương lai của hệ thống Typhoon. Hôm 19 tháng 9, Reuters đưa tin Mỹ đang thử nghiệm tính khả thi của việc sử dụng hệ thống tên lửa Typhoon trong một cuộc xung đột khu vực và không có kế hoạch ngay lập tức rút hệ thống này khỏi Philippines. Hệ thống Typhoon đã được triển khai đến miền Bắc Philippines hồi tháng 4 trong một phần của cuộc tập trận quân sự chung giữa hai đồng minh quân sự. Đây là lần triển khai đầu tiên của hệ thống này tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mặc dù không có tên lửa nào được phóng trong các hoạt động tập trận. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.